Đó, ước ăn đồ nướng có đồ nướng luôn nha Linh. Sợ đen với lại nổi mụn nên tụi em không ra. Vậy hả? Mà sao em thấy chị Duyên đi quay quá trời luôn mà da chị khỏe quá vậy? Tại chị có bí quyết của chị. Ồ, vậy chị cho tụi em biết không? Được, một tí nữa chị sẽ cho biết. Dạ. Duyên ơi, xuống đây đặt chân nè. Ờ, chị không đi đâu. Đi chân nè, em đặt rồi em đem lên cho chị nha. Ờ. Đây nè, chị cho mấy đứa coi bí quyết của chị nè. Đây. Đây là viên uống. Nó sẽ giúp cho mình tăng cường chức năng gan nè, giảm sạm da với giảm mụn. Đó là cái này là uống từ bên trong ha. Xong còn cái này là dưỡng từ bên ngoài nè. Đây là gel trị sẹo. Còn đây là kem trị mụn. Đó, trị mụn ngừa mụn luôn. Sao cho em dưỡng luôn nè. Cái này kìa. Đấy, sâu đi. Có nhâm lớn hơn là nhiều
cực quá. Nguy hiểm đúng không? Quá trời, chị cũng muốn được. Mấy đứa ơi, sắp xong chưa? Dạ, gần xong rồi chị. Có nhum nữa rồi kìa. Wow. Coi. Ôi, nhum với ốc nữa, quá trời luôn. Bữa nay ăn đã đời luôn á. Chuẩn bị ăn được rồi đó. Trời ơi, hồi xưa hả, nó làm cái lóc của chị nó... Đừng nói nữa. Hình như bằng làm thật. Ngon ha, ngon nhìn đẹp ngon ha. Ngon ha. Cái lấy con này ra đi. Cả nhà mình cùng vui. Đó, ước ăn đồ nướng có đồ nướng luôn nha Linh. Rồi, không có nạo được cái thịt. Chan nước mắm luôn nè. Ơ, tuyệt vời. Tự nhiên, đã thành 3-4 tập vui vẻ. Này chắc phải hồi nướng thêm á. Này không bao nhiêu đây không đủ đâu chị ơi, phải nướng thêm. Cái bé ăn quá trời, em cũng vậy. Cái nhum nướng mới hành này ăn ngon quá à. Dạ, nhum nướng nấu cháo cũng ngon anh chị dạ không? Thử không? Ừ. Để em đi bắt thêm cho chị ha. Ừ, được á. Anh đi bắt thêm đi. Bắt cho chị thêm mới nhiều nhiều nha. Dạ. Con à, con ra liền con.
cháo nha con. Nhìn cháo nhum ngon quá. Ăn thử món cháo nhum con làm nha. Rồi. Đừng lo quá. Bữa dĩ đưa con đi bắt nhum nha. Dạ, con sáng vĩ đưa con đi. Hồi xưa thì ít ai bắt. Dạ, giờ người ta bắt nhiều đúng không? Bắt nhiều đúng rồi con. Khách du lịch ra nhiều. Lúc đó mình chưa có biết chế biến được nhiều món. Thành ra không có chế biến được nhiều. Bây giờ mình biết rồi, cái mình bắt lên mình nấu cháo rồi mình chế biến rồi mình nướng mã hành rồi này kia con.